thời gian phước lành của lễ phục sinh đã đến. Thông qua lễ thở phượng buổi chiều hôm nay, tôi hy vọng các quý vị sẽ nhận được nhiều ân huệ và phước lành từ Đức Chúa Trời. Hôm nay, chúng ta hãy học những lời dạy của đấng Christ qua Kinh Thánh với chủ đề Sự phục sinh và thể thiêng liêng. Nếu nhìn vào lịch sử hội thánh sơ khai thì sự kiện phục sinh này thật sự là sự kiện vĩ đại niềm trông mong về sự phục sinh có ảnh hưởng lớn đến đức tin của nhiều thánh đồ hội thánh sơ khai họ không hề sợ hãi ngay cả trong điều kiện khó khăn có thể thấy sự kiện phục sinh này là động lực lớn để họ có thể nuôi dưỡng khát vọng và niềm trông mong lớn hơn về thế giới sẽ đến thay vì sự đau đớn và khổ nạn hiện tại. Vì thế, tác giả sách Heberer đã nói điều đó trong Heberer chương 11. Có kẻ bị hình khổ dữ tợn mà không chịu giải cứu để được sự sống lại tốt hơn đã được chép như vậy. Hôm nay, chúng ta hãy cùng xem lại cảnh này để có niềm trông mong lớn hơn về tương lai mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta trên nước thiên đàng vĩnh cầu. Chúng ta hãy xem lời trong Hebrews chương 11 câu 33. Hebrews chương 11 câu 33 chép rằng Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước làm sự công bình được những lời hứa bịt mồm sư tử tắt ngọn lửa hừng, lánh khỏi lưỡi gươm, thắng bệnh tật, tỏ sự bạo dạn nơi chiến tranh, khiến đạo binh nước thù chạy trốn. Có người đàn bà đã được người nhà mình chết sống lại. Có kẻ bị hình khổ dữ tợn, mà không chịu gì, không chịu giải cứu, để được sự sống lại tốt hơn. Được chép rằng, dù bị hình khổ dữ tợn nhưng họ không chịu giải cứu họ không đưa ra bất kỳ lời bao biện nào chỉ để tránh những khoảnh khắc đó lý do đằng sau điều này là gì để được sự sống lại tốt hơn để dự phần vào sự phục sinh của người công bình như vậy sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu đã có tác động sâu sắc đến các thánh đồ hội thánh sở khai. Họ đã trải qua sự tù đầy, bị chế giễu, phỉ báng và bị đánh đập. Điều gì đã khiến họ không chịu khuất phục trước tất cả những tình huống này? Ngay cả khi phải chịu khổ nạn và bức hại như vậy, đó là bởi họ tin vào sự phục sinh họ tin rằng dù xác thịt của họ tạm thời chết đi trên trái đất này thì sau đó đức chúa trời sẽ khiến họ sống lại họ đặt trông mong lớn lao vào lời hứa của đức chúa trời rằng ngài sẽ cho họ làm thầy tế lễ nhà vua trong vương quốc của đấng Christ. vào buổi sáng phục sinh vì lý do này đức tin của các thánh đồ hội thánh sơ khai đã được đức chúa trời mô tả là hội thánh epheso vì đức tin của họ vào thời điểm đó là đáng ghen tị nhất. Trong lời tiên tri về bảy hội thánh trong sách Khải Huyền. Tuy nhiên, khi thời gian trôi qua, niềm trông mong về sự phục sinh bắt đầu giảm dần và niềm trông mong về nước thiên đàng cũng mở nhạt dần. Hậu quả là sự tập trung ngày càng hướng về thế gian và thế giới vật chất hữu hình khi đức tin nhiệt thành và nóng bỏng của hội thánh sơ khai bắt đầu phai nhạt. Thưa các quý vị, vinh hiển phục sinh của Đấng Christ thật là vĩ đại. Chúng ta không được quên sự thật là đức tin vào sự phục sinh là cốt lõi của lẽ thật giáo ước mới. Chúng ta không nên sống chỉ vì những thú vui nhất thời trên trái đất này mà chỉ tập trung vào những thứ hữu hình và phù du hãy nghĩ về thế giới đời đời mà cha mẹ đã sắm sẵn cho chúng ta đức chúa trời phán ta sẽ đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó vì sự trông mong đầy ân huệ này đã được ban cho chúng ta, nên chúng ta phải mong đợi khoảnh khắc mà xác thịt hư nát của chúng ta được biến hóa thành thân thể không hay hư nát bởi sự phục sinh của Đấng Christ. Khoảnh khắc đó sẽ như thế nào? Vì chưa bao giờ trải nghiệm điều đó trước đây, nên chúng ta rất mong đợi khoảnh khắc đó. Vì vậy, mục tiêu và giá trị cuộc sống của chúng ta phải khác với mục tiêu và giá trị của mọi người ở thế gian chúng ta phải tự hào vì là cơ đốc nhân vào thời đại đức thánh linh cuối cùng này chúng ta tin vào đức chúa trời elohim hãy nhớ rằng các quý vị và tôi đang cùng ở trong vị trí ân huệ cao quý và vinh hiển nhất là tin vào đức chúa trời cha và đức chúa trời mẹ trong khi làm như vậy chúng ta hãy ghi khắc ý nghĩa lớn lao của sự phục sinh trong lễ phục sinh hôm nay khi sống trên trái đất này, chúng ta có thể gặp khó khăn, trở ngại, đau đớn. Nhưng đừng chỉ tập trung vào những vấn đề thuộc về trái đất này. Chúng ta không bao giờ được quên rằng có nước thiên đàng mà chúng ta sẽ đi và không được từ bỏ nước thiên đàng. Chúng ta hãy xem lại lời trong Hêbơrơ chương 11. Hãy xem lại lời trong chương 11 câu 35 có người đàn bà đã được người nhà mình chết sống lại. Có kẻ bị hình khổ dữ tợn mà không chịu giải cứu để được sự sống lại tốt hơn. Có kẻ khác chịu nhạo cười, roi vọt, lại cũng chịu xiềng xích, lao tổ nữa. Họ đã bị ném đá, tra tấn, cưa sẻ, bị giết bằng lưỡi gươm, lưu lạc này đây mai đó, mặc những da chiên, da dê, bị thiếu thốn mọi đường, bị hà hiếp, ngược đãi, Thế gian không xứng đáng cho họ ở. Phải lưu lạc trong đồng vắng, trên núi, trong hang, trong những hầm dưới đất. Tất cả những đức tin này đến từ đâu? Bằng chứng được tìm thấy ở câu 35. Có người đàn bà đã được người nhà mình chết sống lại để được sự sống lại tốt hơn. Chúng ta có thể tìm thấy bằng chứng trong hai đoạn này. Các thánh đồ hội thánh sơ khai có niềm trông mong lớn lao vào nước thiên đàng. Sống trên trái đất này mà có áo ấm, cơm no thì tốt rồi. Tuy nhiên, nếu sự thoải mái đó cản trở con đường đến nước thiên đàng thì chúng ta phải có đức tin để vượt qua. Trái đất này chỉ là quá trình tạm thời mà chúng ta phải trải qua để đến được nước thiên đàng, không phải là đích đến của chúng ta. Các thánh đồ hội thánh sơ khai đã vâng theo cuộc đời của Đấng Rít với suy nghĩ đó và giữ vững đức tin của mình. Đức Chúa Trời phán, đức tin của thời đại đó là đức tin sáng chói nhất. Khi xem làm thế nào họ đã có được đức tin sáng chói đó, thì thấy rằng họ có lòng trông mong về sự phục sinh. Vậy Đức Chúa Giêsu đã nói gì về hình dáng của chúng ta sau khi phục sinh? Đức Chúa Giêsu dạy rằng khi sống lại, chúng ta sẽ có hình dáng giống như các thiên sứ trên trời. Chúng ta sẽ không ở trong nhà tạm xác thịt này nữa. Vậy, hãy xem những công việc của Đức Chúa Giêsu sau khi Ngài phục sinh 2.000 năm trước. Hãy mở tin lành Luca, chương 24. Chúng ta hãy xem lời trong tin lành Luca chương 24 câu 13. Cũng trong ngày ấy, có hai môn đồ đi đến làng kia, gọi là Emmaus, Út, cách thành Jerusalem 60 ếch Họ đàm luận về những sự đã xảy ra. Đang khi nói và cãi lẽ nhau, chính Đức Chúa Giêsu đến gần, cùng đi đường với họ. Nhưng mắt hai người ấy bị che khuất, không nhìn biết Ngài được. Điều này không có nghĩa là các môn đồ của Đức Chúa Giêsu không nhận ra Ngài. Không nhìn biết Ngài được. Ngài phán cùng họ rằng, các ngươi đương đi đường, nói chuyện gì cùng nhau vậy? Họ dừng lại, buồn bực lắm. Một trong hai người tên là Cleoba trả lời rằng, có phải chỉ ngươi là khách lạ ở thành Jerusalem? Không hay việc đã xảy đến tại đó cách mấy bữa rồi sao? Ngài hỏi rằng, việc gì vậy? Họ trả lời rằng, Ấy là việc đã xảy ra cho giê -xu Nazareth, một đấng tiên tri có quyền phép trong việc làm và trong lời nói, trước mặt Đức Chúa Trời và cả chúng dân. Làm sao mà các thầy tế lễ cả cùng các quan đề hình ta đã nộp ngài để xử tử và đã đóng đinh trên cây thập tử. Họ đã không nhận ra Đức Chúa giê -xu khi cùng đi 60 hectare, tức 11 km đến Emmaus hay sao? Các quý vị nghĩ thế nào? Đó là bởi Đức Chúa Giêsu đã ở trong thân thể phục sinh của Ngài. Đức Chúa Giêsu đã phán, khi phục sinh, các ngươi sẽ như thiên sứ trên trời vậy. Đây là tình huống hiện tại của Đức Chúa Giêsu. Trong khi nói chuyện, Ngài bẻ bánh và trao cho họ. Sau đó, mắt họ được mở ra và họ nhìn biết, à, đây là Đức Chúa Giêsu. Khi họ nhìn biết Ngài, thì Ngài thoạt biến đi không thấy. Đây là đoạn mà Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng chúng ta sẽ được biến hóa thành thể thiêng liêng như vậy. Hãy tiếp tục với răng chương 20 câu 19. Hãy xem lời trong tin lành răng chương 20 câu 19. Buổi chiều nội ngày đó là ngày thứ nhất trong tuần lễ, tức là vào buổi chiều lễ phục sinh. Những cửa nơi các môn đồ ở đều đương đóng lại vì sợ dân Judah đã được phán như vậy. Kinh Thánh tiếng Việt chép rằng cửa đương đóng lại, nhưng Kinh Thánh tiếng Anh chép rõ ràng rằng cửa đã được khóa, để không ai có thể vào được. Họ không chỉ đóng cửa, mà còn khóa cẩn thận. Chúng ta hãy xem lại câu 19. Buổi chiều nội ngày đó là ngày thứ nhất trong tuần lễ. Những cửa nơi các môn đồ ở đều đương đóng lại vì sợ dân Judah. Đức Chúa Giêsu đến, đứng chính giữa các môn đồ. Họ đã khóa cửa và không ai mở ra. Nhưng Đức Chúa Giêsu bất ngờ xuất hiện giữa họ. Sau khi phục sinh, Đức Chúa Giêsu đã di chuyển bằng thể thiêng liêng. Ngài cũng ngăn hai môn đồ trên đường đến Emmaus nhận ra Ngài là Đức Chúa Giêsu. Ngài cũng ban cho họ sự nhận biết bằng cách bẻ bánh. Nhưng sau khi họ nhìn biết Ngài, thì Ngài thoạt biến đi không thấy. Ngoài ra, khi các môn đồ đang khóa cửa vì sợ dân Juda, Đức Chúa Giêsu đã đến và hiện ra giữa họ. Chúng ta hãy xem lại câu 19. Buổi chiều nội ngày đó là ngày thứ nhất trong tuần lễ. Những cửa nơi các môn đồ ở đều đương đóng lại vì sợ dân Juda. Đức Chúa Giêsu đến, đứng chính giữa các môn đồ mà phán rằng: Bình an cho các ngươi nói đoạn, Ngài giơ tay và sườn mình cho môn đồ xem. Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ. Ngài lại phán cùng môn đồ rằng, bình an cho các ngươi. Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy. Khi Ngài phán điều đó rồi, thì hà hơi trên môn đồ mà rằng, hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Kẻ nào mà các ngươi tha tội cho, thì tội sẽ được tha. Còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại, thì sẽ bị cầm cho kẻ đó dù cửa đã khóa và không ai mở cửa cho. Nhưng Đức Chúa Giêsu đã đột nhiên xuất hiện trong phòng. Không những thế, khi hai môn đồ trên đường đến Emmaus nhìn biết Ngài, thì Ngài thoạt biến đi không thấy. Ngài cũng hiện ra với các môn đồ và chia sẻ bữa ăn với họ. Chúng ta có thể thấy trong Kinh Thánh, cảnh Đức Chúa Giêsu di chuyển tự do giữa không gian 3 chiều và không gian 5 chiều. Hãy xem lời trong câu 24. Và lúc Đức Chúa Giêsu đến, thì Thô tức Đi Đìm, là một người trong 12 sứ đồ, không có ở đó với các môn đồ. Các môn đồ khác nói với người rằng, chúng ta đã thấy Chúa. Nhưng người trả lời rằng, nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh, và nếu ta không đặt bàn tay nơi sườn Ngài, thì ta không tin. Cách 8 ngày, các môn đồ lại nhóm nhau trong nhà, có thô ma ở với. Khi cửa đương đóng, ở đây cũng vậy, cửa đương đóng và đã được khóa. Đức Chúa Giêsu đến, đứng chính giữa môn đồ mà phán rằng bình an cho các ngươi. Đoạn Ngài phán cùng Thô Ma rằng, hãy đặt ngón tay ngươi vào đây và xem bàn tay ta. Cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta. Chớ cứng lòng, xong hãy tin. Thô Ma đã nhìn thấy dấu đinh trên tay và vết giáo đâm nơi sườn ngài. Sau khi kiểm tra mọi thứ, Thô Ma thưa rằng, lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi, Đức Chúa Giêsu phán, vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy. Hãy xem kỹ hơn về sự xuất hiện của Đức Chúa Giêsu, phạm vi hoạt động của Ngài và tất cả những cảnh Đức Chúa Giêsu -xu xuất hiện và biến mất ngay lập tức. Đây không phải là cảnh thực sự kỳ lạ sao? Đây không thể được xem là có thân thể phần xác thịt ba chiều, cũng không thể được xem là phần linh hồn 100%. Nếu ngài muốn ở trong thế giới ba chiều thì ngài có thân thể ba chiều. Nếu ngài muốn ở trong thế giới năm chiều thì ngài có thân thể năm chiều. Đây là ghi chép của Kinh Thánh về các hoạt động của đấng Christ sau khi ngài phục sinh trong thể thiêng liêng. Hãy tiếp tục xem lời trong sách Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 6 trong 40 ngày, Ngài hiện ra với các môn đồ để làm chứng cho họ rằng Ngài đã phục sinh và từ kẻ chết sống lại. Ngài phán rằng, vì các ngươi đã chạm vào dấu đinh trên tay ta và vết giáo nơi sườn ta, nên các ngươi phải làm chứng cho muôn dân về sự thật chắc chắn này. Hầu cho tất cả mọi người đang bị hoạn nạn và đau đớn vì xiềng xích của sự chết đều được cứu rỗi. Đây là lý do Ngài đã bổ sung sứ mệnh truyền đạo vào cảnh này. Chúng ta hãy xem lời trong công vụ các sứ đồ chương 1 câu 6. Câu 6 chép rằng, Vậy, những người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng, Lệ Chúa, có phải trong lúc này Chúa sẽ lập lại nước Israel chăng? Ngài đáp rằng, kỳ hạn và ngày giờ mà cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các người chẳng nên biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các người sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Jude, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Ngài phán bấy nhiêu lời rồi thì được như thế nào? Tất cả những hiện tượng này đều nằm ngoài khả năng hiểu biết của con người sống trên trái đất đang bị chi phối bởi các quy luật vật lý. Ngài biến mất khi đang nói chuyện với họ và đột nhiên xuất hiện trong căn phòng đã bị khóa mà không ai có thể vào được. Ngài phán cùng Thô Ma, hãy chạm vào vết giáo nơi sườn và kiểm tra dấu đinh trên lòng bàn tay. Có khi Ngài còn chia sẻ bữa ăn với các môn đồ. Cuối cùng, Đấng Christ đã cho các môn đồ thấy sự thăng thiên của Ngài ngay trước mắt họ. Thực sự, 66 quyển sách kinh thánh mang lại cho chúng ta sự trông mong lớn, phải không? Thông qua sự phục sinh của Đấng Christ, chúng ta biết được về sự tồn tại của thế giới đáng ngạc nhiên như thế này. Ngài cho biết rằng, thế giới ba chiều mà chúng ta biết không phải là thế giới tồn tại duy nhất, mà còn tồn tại thế giới khác. Vì thế, đừng bao giờ đánh mất niềm trông mong vào nước thiên đàng vì sự trên đất này không phải là tất cả. Ngài đột ngột biến mất khi đang nói chuyện hoặc đột ngột xuất hiện trong căn phòng đã khóa. Tại sao Đức Chúa Giêsu lại cho chúng ta thấy những điều này? Chẳng phải Đức Chúa Giêsu đang liên tục cho chúng ta thấy và cho chúng ta biết rằng có tồn tại thế giới khác ngoài thế giới mà chúng ta đang trải nghiệm hay sao? Hãy suy nghĩ về tất cả những tình huống Cả sự Đức Chúa Giêsu đột nhiên được cất lên ngay trước mắt các môn đồ và một đám mây đã che khuất ngài khỏi tầm mắt của họ. Thưa các quý vị, các quý vị có hiểu được không? Sau khi phục sinh, Đấng Christ đã cho các môn đồ thấy thể thiêng liêng của ngài ở cả hình thức ba chiều và năm chiều theo ý muốn của ngài và dạy họ rằng khi các người sống lại, các người cũng sẽ có thể thiêng liêng như vậy điều gì sẽ xảy ra với thân thể hay hư nát. Được chép rằng thân thể đã gieo ra là hay hư nát, mà sống lại là không hay hư nát. Chẳng phải điều này đang nói về sự phục sinh sao? Chúng ta hãy xác minh cảnh này. Chúng ta hãy xem lời trong nhất Cô Đinh Tô, chương 15, câu 40. Chương 15, câu 40 chép rằng Lại cũng có hình thể thuộc về trời, hình thể thuộc về đất, nhưng vinh quang của hình thể thuộc về trời với vinh quang của hình thể thuộc về đất thì khác nhau vinh quang của mặt trời khác vinh quang của mặt trăng khác vinh quang của ngôi sao khác vinh quang của ngôi sao này với vinh quang của ngôi sao kia cũng khác sự sống lại của kẻ chết cũng như vậy thân thể đã gieo ra là hay hư nát mà sống lại là không hay hư nát đã gieo ra là nhục mà sống lại là vinh đã gieo ra là yếu mà sống lại là mạnh đã gieo ra là thể huyết khí mà sống lại là thể thiêng liêng nếu đã có thể huyết khí thì cũng có thể thiêng liêng Rít ban cho chúng ta sự dạy dỗ quý báu của ngài và niềm trông mong để chúng ta có thể trở về thế giới phần linh hồn hãy xem câu 48 người thuộc về đất thể nào thì những kẻ thuộc về đất cũng thể ấy Người thuộc về trời thể nào, thì những kẻ thuộc về trời cũng thể ấy. Như chúng ta đã mang ảnh tượng của người thuộc về đất, thì chúng ta cũng sẽ mang điều gì? Chắc chắn là mang ảnh tượng của người thuộc về trời. Và chúng ta hãy xem câu tiếp theo, câu 50. Hỡi anh em, tôi đoán quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời được và sự hay hư nát không hưởng sự không hay hư nát được. Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em. Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa trong giây phút, trong nháy mắt. Lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại, được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Vào thời điểm đó, giống như Đấng Christ đã bày tỏ cho chúng ta, khi đang nói chuyện với hai môn đồ trên đường đi Emmaus. Họ đã nhìn biết Ngài là Đấng Christ. Vào lúc đó, Đức Chúa Giêsu đã biến mất. Trong căn phòng mà các môn đồ nhóm lại và khóa cửa vì sợ dân Juda có thể xâm nhập và bắt họ. Thì Đức Chúa Giêsu bất ngờ hiện ra ở giữa họ. Ngài cho họ xem cả dấu đinh trong bàn tay và vết giáo nơi sườn Ngài. Tám ngày sau, Ngài hiện ra với Thô Ma, người đã không có mặt trước đó và phán rằng, hãy đặt ngón tay ngươi vào đây. Vì ngươi đã nói rằng nếu không nhìn thấy thì sẽ không tin. Sau đó, Ngài dùng bữa với các môn đồ. Cuối cùng, 40 ngày sau khi phục sinh, các môn đồ đã chứng kiến Ngài thăng thiên trên núi Olive. Ngài tiếp tục giải thích lẽ thật này: thể xác thịt sẽ được biến hóa thành thể thiêng liêng. Chúng ta sẽ được biến hóa trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót. Hãy xem câu 53. Và thể hay hư nát này phải mặc lấy sự không hay hư nát. Và thể hay chết này phải mặc lấy sự không hay chết. Khi nào thể hay hư nát này mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết này mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc sự chết là tội lỗi. Sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng. Nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động. Hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn. Vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa sẽ như thế nào? Được phán rằng tuyệt đối không vô ích đâu. Đức Chúa Trời bảo chúng ta hãy rao truyền tin tức tốt lành này tới xứ Samari cho đến cùng trái đất. Chẳng phải chúng ta là loài người đáng thương bị trói buộc bởi xiềng xích của tội lỗi và sự chết, suốt đời sợ hãi và làm nô lệ cho sự chết hay sao? Ngay cả các thánh đồ hộ thánh sơ khai cũng sợ hãi mọi thứ trước khi có sự trồng mỏng phục sinh. Tuy nhiên, sau khi hiểu biết trọn vẹn về sự phục sinh, họ không sợ hãi bất kỳ điều gì nữa. Họ không chịu giải cứu để được sự sống lại tốt hơn. Nếu họ phủ nhận rằng Tôi không tin Đức Chúa Giêsu. Thì họ đã có thể được thả và được cứu. Tuy nhiên, họ nói rằng nếu tôi sống thì còn sống được bao nhiêu năm nữa? Làm sao tôi có thể từ bỏ sự sống đời đời chỉ để sống thêm 20 năm nữa? Các quý vị và tôi phải bước đi trên con đường đức tin với đức tin như vậy. Hôm nay, tôi hy vọng rằng qua lễ phục sinh này, tinh thần nhiệt thành mà chúng ta có khi mới tiếp nhận lẽ thật cũng được phục sinh trong chúng ta để chúng ta có thể đi vào vương quốc của cha mẹ, nơi từng là vương quốc của chúng ta. Tôi khẩn thiết cầu nguyện rằng tất cả các người nhà trên trời chúng ta đều có thể trở về thế giới vĩnh cửu đó một cách ân huệ mà không sót một ai. Chúng ta không được đánh mất tinh thần phục sinh này. Kinh Thánh bảo chúng ta rằng hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn. Vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Tuyệt đối không vô ích đâu. Amen và Amen. Hết thảy các con cái Sion chúng ta phải rao truyền cho hàng xóm, người quen, bạn bè, gia đình, tại nơi làm việc và ở trường học chúng ta hãy chia sẻ tin tức vui mừng và tốt lành này đến mọi người tôi xin kết thúc lời hôm nay tại đây xin cảm ơn